thần, mạnh mẽ từ bên trong để phát triển không ngừng. Và cà phê đang có một cái khoảng cách, làm thế nào để cà phê chịu chia sẻ với mình về tâm tư của bé là một cái điều mà mình cảm thấy là mình đang gặp khó khăn đó. Chữ phun tớt này của cà phê mời về được chưa nè, cái này là khăn nước lau bếp về được chưa? Rồi. Khét khét rồi rồi sao ơi, khét cháy đen rồi. Trời ơi, thì con xử lý sao? Đứng yên, đứng yên. Cà phê biết mình đã làm ba giận, cậu giúp ba làm việc nhà như một cách để chuộc lỗi. Liệu sự cố gắng này có thể khiến sự căng thẳng giữa hai ba con dịu đi không? Hai cái này thôi, bầm nữa nha. Cẩn thận. Cẩn thận rất là bén đó nha. Con phải lột vỏ ra trước, xong mới ướp chứ. Con có tính sau này con làm gì không? Có không? Nói chuyện với ba nhiều lên, con cứ nói cục ngủng không? Thằng này con không muốn nói. Thôi về. Về. Đang nói chuyện vui mà về gì? Không, vui. Không muốn nói chuyện gì nữa, sao phải nói chuyện với con được? Thôi, về. Không nói chuyện nữa. Bây giờ ba với con làm gì nếu mà không nói chuyện nữa? Mở miệng ra nói chuyện chứ không có lắc đầu, giả đầu vậy ba. Không có lắc đầu như vậy. Con nói chuyện với ba mà ba cứ... Con cảm thấy sao? Bực bội không? Hả? Mở miệng ra nói. Dạ. Con có thấy mình bị bất lịch sự không khi mà nói chuyện với người khác mà cứ không trả lời, cứ cọc lóc và cứ lắc đầu, gật đầu, lắc đầu, lắc đầu, lắc đầu. Con hiểu không? Dạ. Hiểu. Không. Có dữ vậy trời. Ê, ê, ê. Ê, ê, ê. Ê, ê, ê. Ê, ê. Ê, cái gì vậy? Ê, 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 cái gì vậy? Ê, trời ơi, bây giờ con đứng nha, con để cái giày, đừng cho thấy cái giày. Không, đừng cho thấy cái giày trước. Cầm tay này, cái tay kia coi nè. Không, con kiểu tạo dáng á. 3, 2, 1. Thương mẹ thì phải làm gì nè? Phải đóng lưng cho mẹ nè, phải pha nước cho mẹ nè, và phải lau giày cho mẹ nè. Cái chuyện mà hồi lâu rồi con viết rồi sao rồi? Cái chuyện mà tự sáng tác á. Ba nghe coi. Con thích nữa, con thích nữa. Ba thấy con là cái môn đó là con có khiếu. Được, có. Xong. Xong. Hai. Chuyện con viết tuyệt vời luôn đó con. Ba nói thiệt mà, con chỉ bị mắc một vài lỗi thôi, là dư từ và lặp lại từ thôi.
còn lại mọi thứ đều tuyệt vời hết, rất lôi cuốn, rất hấp dẫn luôn, ba nói thiệt không? Con không biết nhưng mà ba thích, nha.